Người khác 5 tuổi vẫn còn bú sữa, còn anh 5 tuổi đã biết livestream kiếm tiền. Anh không chỉ kiếm nhiều hơn cả mẹ, thậm chí ba con cừu cũng muốn ký hợp đồng với anh. Anh muốn chứng minh rằng anh mới là người giỏi nhất. Ở 5 tuổi, anh đã trình diễn bài hát Sứ Thanh Hoa. Nhưng để phù hợp với thiết lập dễ thương của anh, sau đó anh đã hát bài Hiệp Sĩ Lợn đã gây sốt trên mạng. Tất cả đều bởi vì kiếp trước, anh là vua của chương trình giải trí. Lúc này, khi anh vừa ngồi xuống để giúp mẹ anh livestream, anh đã thấy một đống bình luận từ những người đàn ông trên mạng. Lẽ nào có người không thể tán tỉnh được một cô gái sao? Các bình luận đều đang đùa giỡn, nhưng anh vẫn nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Để tán tỉnh một cô gái, chỉ cần học một mẹo là đủ rồi. Không chỉ những người độc thân, ngay cả những người đã có người yêu cũng tò mò về mẹo đó là gì. Anh giải thích chi tiết, khi cô gái mà tôi thích đứng gần tường, tôi sẽ tiến thẳng đến và ép cô ấy vào tường. Sau đó, tôi sẽ nhìn cô ấy bằng ánh mắt trìu mến và nghiêm túc nói với cô ấy rằng anh xin chính thức thông báo với em rằng do em đã xâm nhập vào trái tim của anh khi mà chưa có sự cho phép của anh. Theo nguyên tắc của khoản 1314 điều 520 của luật tình yêu và sự tôn trọng trong mối quan hệ, em đã bị kết án tình yêu, phải làm vợ của anh suốt đời, lập tức thi hành. Hàng loạt những câu nói này được nói ra, không gian bình luận đều là đỉnh, đỉnh, đỉnh. Cuối cùng, đây cũng là một điểm quan trọng nhất. Sau khi nói xong, ngay lập tức phải hôn cô ấy. Anh tỏ ra dáng vẻ như một người đã từng trải vậy. Đối phương vẫn chưa đồng ý, vậy tại sao lại phải hôn? Lý Nguyệt Trúc không nhịn được liền hỏi. Điều này là để thông báo cho cô ấy chứ không phải là để thương lượng với cô ấy. Anh liền trợn ngược mặt một cái. Sau đó, anh nghiêm túc nói, nếu đối phương đồng ý trở thành bạn gái của bạn thì không có gì phải nói. Nhưng nếu đối phương từ chối vậy thì bạn đã lãng phí đi một nụ hôn. Hãy nghĩ mà xem, nếu bạn thường xuyên hôn một cô gái vậy thì thật tuyệt vời. Nếu đối phương không đẩy bạn vào tình huống khó xử thì coi như bạn may mắn đấy. Nhưng khi bạn hôn trong lúc tỏ tình, điều đó sẽ không giống nhau nữa. Nếu đối phương từ chối bạn, trong lòng bạn sẽ cảm thấy có một chút hối tiếc, không quan trọng quá nhiều về nụ hôn đó, đối phương chỉ mắng bạn vài câu thôi. Thất bại trong việc tỏ tình nhưng nhận được một nụ hôn, đây không phải là rất hời sao? Cảnh này khiến Lý Nguyệt Trúc không thể nói gì. Một cậu độc thân 5 tuổi giảng đạo về tình yêu cho một nhóm cậu độc thân khác. Một người dám nói, một nhóm người dám nghe, thật là ảo ma Canada. Mọi người đừng nghe thằng bé nói linh tinh, thằng bé chỉ đang đùa thôi. Cái gì mà nói linh tinh, con nói những điều này đều có căn cứ. Cú đẩy vào tường có thể tạo cảm giác áp lực, làm tim của đối phương đập nhanh hơn. Nhưng lời anh còn chưa nói xong, Lý Nguyệt Trúc đã ngắt lời. Con mới 5 tuổi sao biết được nhiều điều như vậy? Có phải con đã yêu sớm không? Tất cả đều là những gì sách vở nói cả. Sau đó, anh liền đánh trống lảng. Kiếp trước, anh cũng là cậu độc thân, anh đã nghiên cứu chuyên sâu về loại kiến thức này. Mặc dù không có kinh nghiệm yêu đương nhưng kiến thức lý thuyết thì vô cùng phong phú. Các cậu độc thân đều không quan tâm đến lời nói của Lý Nguyệt Trúc, mọi người đang nhiệt tình thảo luận về cách tán gái, hiệu ứng livestream rất tích cực. Có một nhóm người quay video Lý Nguyệt Trúc hát tải lên ứng dụng video ngắn. Bài hát Yêu Anh đã trở nên nổi tiếng, Lý Nguyệt Trúc cũng trở nên nổi tiếng. Do đó, Giang Cư Mận đã tìm ra danh tính của Lý Nguyệt Trúc, sự phổ biến của cô bắt đầu tăng lên. 5 năm trước, cô có tới 3 triệu người theo dõi trên Weibo, nhưng do bị đóng băng và không có sự giao lưu với công chúng, hầu hết fan đã rời bỏ cô. Chỉ còn lại chưa đến 10.000 fan. Đây quả thật là một tình trạng thảm hại. Gần đây, sự phổ biến của cô đã đưa số lượng người theo dõi trên Weibo lên tới 500.000 người. Hơn nữa, số lượng fan vẫn đang tăng một cách điên cuồng. Bài hát Yêu Anh càng trở nên nổi tiếng hơn, leo lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng hot trend trên các ứng dụng video ngắn. Số lượt tìm kiếm trên ứng dụng âm nhạc cũng đạt con số kinh ngạc. Nhưng mọi người tiếc nuối khi không tìm thấy bài hát này, hàng ngàn người viết đơn yêu cầu tải lên bài hát này lên. Hiện tượng này, nhân viên của ứng dụng âm nhạc tất nhiên là cũng biết. Ngô Chủ Quản, người quản lý chính của công ty âm nhạc Nhược Trí, chỉ vào một đoạn video ra lệnh cho nhân viên bộ phận nhân sự hãy ký hợp đồng cấp C cho streamer này. Nhưng bài hát này lại cực kỳ nổi tiếng như vậy, thấp như vậy, liệu cô ấy có đồng ý không? Trương Đại Thụ nói. Ngô Chủ Quản ngắt lời anh ta, Nhược Trí là công ty âm nhạc tốt nhất, nếu cô ấy không ký hợp đồng với chúng ta thì còn ký với ai nữa. Sau đó, họ ngồi trong một quán cà phê, Lý Nguyệt Trúc và nhóm của cô ấy ngồi trong đó, bên cạnh có một số người đàn ông mặc vest và một bà chị mặc đồ công sở như OL. Họ đều là đại diện của các nền tảng âm nhạc đến để thảo luận về việc hợp tác với Lý Nguyệt Trúc. Gần đây, có một đống công ty nền tảng âm nhạc ném cây ô liu tới Lý Nguyệt Trúc. Để tiết kiệm thời gian và để có được hợp đồng tốt hơn, cô ấy đã tập hợp tất cả bọn họ lại để cùng thảo luận.
quét một cái nhìn qua các đối thủ cạnh tranh bên cạnh. Trước tiên, Trương Đại Thụ tức giận mở lời nói, cô Lý, tôi là Trương Đại Thụ đại diện cho công ty âm nhạc Nhược Trí đến đàm phán hợp tác với cô. Đây là hợp đồng, cô xem thử đi, nếu như không có vấn đề gì thì ký tên đi. Lý Nguyệt Trúc cầm lấy hợp đồng, mở ra và quét một cái nhìn qua đó rồi mỉm cười lịch sự đặt xuống và hỏi, những người khác hợp đồng của mọi người thì sao? Mọi người đều nở một nụ cười vui mừng trên khuôn mặt, liền lên tiếng nhanh chóng chúng tôi không mang theo hợp đồng, chúng ta hãy thảo luận về nội dung liên quan trước sau đó quay lại in hợp đồng và ký kết. Ban đầu vốn còn tưởng rằng người của Nhược Trí đến hy vọng của bọn họ đã tan biến rồi. Nhưng rõ ràng Lý Nguyệt Trúc không hài lòng với hợp đồng đó. Lý Nguyệt Trúc và họ đã bắt đầu trò chuyện, thảo luận về chuyện hợp tác. Lý Chí Hơn sở trưởng, anh chán trường lấy hợp đồng của Nhược Trí để xem qua. Không có nhiều tài nguyên nhưng lại có nhiều yêu cầu. Khuôn mặt của các người thật là lớn, anh không thể nhịn được mà nói, bản hợp đồng này tôi không thấy được thành ý hợp tác. Chỉ thấy đầy đủ sự lợi dụng người khác mà không trả lại. Vị trí tiếp thị nhỏ bé của Nhược Trí chúng tôi có thể đánh bại vị trí tiếp thị lớn hơn trên các nền tảng khác. Anh cười lạnh một tiếng và cắt lời anh ta trong nhóm người đó. Lý Nguyệt Trúc và một người phụ nữ tên là Thủy Thanh Vân trò chuyện thân thiết nhất. Cô ấy là chủ của công ty âm nhạc Thủy Khí, các công ty khác đều có nhân viên phòng nhân sự đến đàm phán. Chỉ có chủ tịch của công ty Thủy Khí là đích thân ra trận, có thể thấy công ty Thủy Khí đánh giá cao Lý Nguyệt Trúc. Nhưng vấn đề là công ty âm nhạc Thủy Khí là một dự án mới, lượng truy cập không cao. Anh chọc vào mẹ một cái, ra hiểu mắt cho cô ấy phối hợp một chút, tôi đi vệ sinh một chút. Lý Nguyệt Trúc ngay lập tức hủy cuộc họp, anh cũng theo sau cô ấy đến một góc quẹo liền dừng lại. Mẹ, ý mẹ là muốn hợp tác với công ty âm nhạc Thủy Khí. Lý Nguyệt Trúc gật đầu, vẫn không quên khen anh một chút, tiểu gạo nếp thật thông minh, một cái nhìn là biết được suy nghĩ của mẹ. Nhưng công ty âm nhạc Thủy Khí mới thành lập không lâu, người dùng quá ít, tầm nhìn của chúng ta phải rộng một chút. Lý Nguyệt Trúc duỗi ra hai ngón tay ngọc đẩy nhẹ vào má của anh, một khuôn mặt cười hiện ra. Hồi nãy khi mẹ đang trò chuyện với Thủy Thanh Vân, mẹ nhận ra cô ấy có năng lực khá tốt, là một người phụ nữ mạnh mẽ, chắc chắn có thể phát triển lớn mạnh. Một ứng dụng âm nhạc của công ty âm nhạc Thủy Khí cần nhiều vốn để phát triển. Ý ngoài lời nói của mẹ rất đơn giản, chính là lo lắng công ty âm nhạc Thủy Khí chỉ là một dự án tạm thời, vốn không nhiều, chưa phát triển lớn mạnh thì đã phá sản. Thủy Thanh Vân đó là con nhà giàu đấy. Anh liền cười nhẹ. Vậy thì chúng ta có thể hợp tác với cô ấy. Nhưng chúng ta cần một hợp đồng hạng S. Lý Nguyệt Trúc có chút do dự. Cô ấy có thể đồng ý không? Nếu cô ấy có tầm nhìn, chắc chắn sẽ đồng ý. Công ty âm nhạc Thủy Khí vừa thành lập, cần sự tham gia của những nhạc sĩ xuất sắc và cần lượng truy cập. Mẹ của con là một ca sĩ xuất sắc, bài hát Yêu Anh của mẹ có thể mang lại lượng truy cập lớn. Lý Nguyệt Trúc suy nghĩ một chút, có vẻ như đúng như vậy. Quay trở lại vấn đề, Lý Nguyệt Trúc đặt câu hỏi trực tiếp, nếu tôi hợp tác với công ty âm nhạc Thủy Khí, các người có thể đưa ra cho tôi hợp đồng cấp nào? Tối đa tôi chỉ có thể đưa cho cô hợp đồng hạng nhất. Thủy Thanh Vân cười nhẹ, trên các nền tảng khác, hạng S chỉ dành cho các ngôi sao hàng đầu còn CI một vài ca sĩ đình đám khác. Công ty âm nhạc Thủy Khí mới thành lập không lâu, nhưng cũng không thể tùy tiện cấp hợp đồng hạng S được. Mối lo lắng của cô là lo sợ chúng tôi chỉ có một bài hát như Yêu Anh. Nhưng tôi nói với cô biết, chúng tôi còn rất nhiều bài hát tuyệt vời khác cũng hay như bài Yêu Anh vậy. Thủy Thanh Vân quét một cái nhìn, anh cảm thấy hơi ngạc nhiên. Cô ấy vốn nghĩ rằng đây chỉ là một đứa trẻ đáng yêu, không ngờ cũng khá là thông minh đấy. Lời của đứa trẻ đáng yêu cũng có một chút lý lẽ. Trong thời gian học đại học, Lý Nguyệt Trúc là một cô gái tài năng nổi tiếng, việc viết lời bài hát xuất sắc là điều đương nhiên. Vấn đề là lời bài hát tốt không nhất định sẽ trở nên nổi tiếng. Một bài hát muốn nổi tiếng có quá nhiều yếu tố liên quan. Thủy Thanh Vân hỏi còn bài hát nào khác không, có tiện để tôi xem qua không? Anh lắc đầu, không tiện, tôi còn chưa viết xong thì lấy đâu ra bài hát. Thủy Thanh Vân đang suy nghĩ, chúng tôi không sẽ giảm yêu cầu. Nếu như cô không đồng ý, chúng tôi có thể đàm phán với người khác. Người của những nền tảng khác liền lần lượt đưa ra đãi ngộ rất cao. Chỉ cần cô gia nhập vào Mountain Music, chúng tôi sẽ đưa ra hợp đồng hạng nhất cho cô. Chỉ cần cô gia nhập vào Turtle Music, chúng tôi cũng sẽ đưa ra hợp đồng hạng nhất cho cô. Bên cạnh đó, mỗi bài hát cũng sẽ được đặt ở vị trí quảng bá lớn. Những đãi ngộ đặc biệt từ các nền tảng này đã làm Thủy Thanh Vân hoang mang. Cô cũng có thể chỉ ký hợp đồng cho việc sản xuất bài hát. Tuy nhiên, điều này có nghĩa là bài hát tiếp theo của cô có thể không được phát hành trên công ty âm nhạc Thủy Khí. Anh liền thêm dầu vào lửa, hợp đồng hạng S không chỉ đồng nghĩa với việc trả cho nhạc sĩ mức hoa hồng cao mà còn đòi hỏi một số lượng lớn tài nguyên quảng bá. Nói một cách đơn giản, nếu Lý Nguyệt Trúc ký hợp đồng hạng S, không chỉ việc phát hành bài hát,
ngay cả khi cô ấy chỉ phát một đoạn tiếng heo kêu nền tảng cũng phải đặt cô ấy ở vị trí quảng bá lớn, nếu không sẽ vi phạm hợp đồng và phải đền một khoản tiền phạt lớn. Thủy Thanh Vân cắn răng một chút, vừa muốn mở lời đồng ý, nhưng đã bị Trương Đại Thụ ngắt lời. Anh ta nói, mọi người đợi một chút rồi hãng bàn, tôi đi vệ sinh một chút đã. Yeah,